Trong miếng muối. Thịt nuôi chắc ngon lắm mấy bạn ơi. Preview. Anh tôi thất tình nên là hai anh em tôi sẽ đi phượt biển La Ghi, Bình Thuận. Mọi người hãy chờ đón clip này nhé. Ok, bây giờ hiện tại là 2:10 và bọn mình sẽ di chuyển từ Bình Dương. Ok, hẹn gặp mọi người ở Bình Thuận, biển La Ghi. Hiện tại mình đang sửa xe ở Long Thành. Đi chơi còn phải sửa xe thôi. Mình sẽ tiếp tục đi. Hello mấy bạn nha, thì mình đã tới được biển của Bình Thuận rồi, biển La Ghi Bình Thuận. Một bãi biển rất là đẹp. Ở bên kia thì tàu thuyền đánh bắt cá vô thì ở đây người ta chạy ra người ta mua luôn. Rất là hải sản rất là tươi luôn. Mình thì đi dạo biển chụp vài tấm hình chơi làm kỷ niệm. Thế nữa mình sẽ đi tham quan dinh thì hiếm đồ nữa. Bây giờ mình sẽ đón bình minh ở bãi biển của Bình Thuận, xứ sở của Thanh Long. Mình đang ở bãi của dinh thì hiếm nha. Nó rất là gần dinh thì hiếm luôn. Xíu nữa thì mình cũng sẽ đi tham quan dinh thì hiếm. Hồi nhỏ thì mình cũng đã được ba dắt đi một lần rồi nhưng mà đã quên rồi. Sau khi dạo biển một vòng thì mình sẽ vô đây ăn sáng. Mình sẽ ăn tô bánh canh chả cá. Canh tờ lưa hết không? Ok. Trên đường đi vô mộ thầy hiếm thì mình thấy có cánh đồng thanh long bên đường đẹp quá. Dừng lại chụp hình vài tấm chơi. Hồi nãy mình đã vô dinh của thầy hiếm rồi mà mình quên quay lại, giờ mình sẽ vô mộ của thầy hiếm. Đây là cổng vào của mộ thầy hiếm. Sau khi tham quan một vòng mộ của thầy hiếm thì mình có lấy được, xin được mấy bịch cát nè với cái lọc và hai quả thanh long. Thanh long Bình Thuận rất là ngon luôn nha. Để xíu nữa mình sẽ ăn thử. Ok, sẽ ăn cho nó mát luôn. Ôi, cặp dao ghê quá. Gọt đi anh trai. Anh này đang tìm người yêu nha. Ghê. Quá ngon luôn nha. Ok, thanh kiều. Nhiều con ký không? Ừ, con. Ừ, ba con. Nếu 250 gì? Đây là 250 một ký. Được không? Em muốn quất loại ba không? Cái này ngon nhất nè. Cái này địa đá, nó nhiều mà nó dai nó ngon lắm. Em ăn địa đá này đi. Dạ ta. Lấy thử hai con mà lấy loại 230 dưới có mập thôi. Không mà. Hai con nhỏ hả? Hay ăn hết không? Hai con bự hai đi vừa. Một con bự ăn được rồi. Mấy lại? Để chị cân thử. Cái miếng luôn hả chị? Ta mắc là 1 ký 20 ngàn, nướng là 30, muốn làm món gì có người làm món đó. Nướng đi ha, mật nướng đi rồi ghẹ ha. Sao lại? Có phương không? Một
đầu tiên đã lên. Món đầu tiên đã lên rồi nha. Đó là hai em ghẹ xinh xinh múp múp. Gần 1 kg luôn nha mấy bạn, 8 lạng luôn á. Ghẹ bự. Khá nặng. Không biết là nặng thịt hay là nặng vỏ. Mình sẽ bẻ càng ghẹ nha mấy bạn. Bóc cái hộp. Bóc cái hộp ra trước. Đây dùng không được nha. Wow. Nước giang ghẹ còn tươi, ăn rất là ngon nha. Rồi mấy bạn nhìn miếng thịt đó nào, mình sẽ chấm với miếng muối và ăn thử. Thịt chắc và ngon lắm nha mấy bạn. Đây là mật nước nha mấy bạn. Đây là cái càng nè, trong miếng muối. Thịt muối chắc ngon lắm mấy bạn ơi. Mình ăn là có view biển luôn nha. Chắc biển luôn. Sau đây mình sẽ review món mực. Mực này thì giá 200 ngàn một tiết, ở đây vừa nhiều quá. Mấy bạn không cảm thấy là tại bên đây là quầy hải sản tươi á, nên là có rất nhiều rồi. Thì mình sẽ chấm muối bạn thử. Mực nó tươi nên là nó dai và nó ngon. Ngon thì là chắc chắn rồi. Thế ra mình sẽ review món mì gói. Mì gói xào với rau. Món này là món truyền thống thôi, truyền thống của mọi bữa ăn rồi. Mì dai dai quá. Sau khi thì mình đã ăn xong hết rồi, bây giờ thì đã 2 giờ chiều thì mình sẽ bắt đầu đi về lại Bình Dương. Video mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay thì cho mình một like và một subscribe nhé. Bye bye.